Hello, chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh của mình nha. Sắp tới là phiên bản 2.1 thì bộ thánh giáp này nó sẽ được nâng cấp anh em ơi. Theo mình tìm hiểu được, và nó nâng cấp đó chính là mình đoán là những cái hiệu ứng làm cho cái bộ thánh giáp này nó trở nên là hoành tráng hơn. Nó giống như là bộ gì ta, bộ thánh giáp gì mà hoa lá đó, khi chạy là nó có hiệu ứng dưới chân đó. Còn cái bộ này không biết, mình nghĩ là nó sẽ đẹp hơn cái bộ hoa lá cành đó chắc chắn rồi đó, bởi vì là đây là bình thường thôi mà nó đã đẹp rồi, bây giờ được nâng cấp lên nữa thì phải là chuẩn rồi anh em ơi, không lệch đi đâu được đâu. Ngày xưa không có ai nhảy luôn kìa. À kìa, trời ơi, thanh niên đáp dù nè, chết nè bạn, xui rồi, solo squad luôn. Hai team, một team bên khu nhà ca này và một team nữa bên nhà máy. Thế là bốn team chứ, nghe bắn nhau hết mà. Mình ngồi đây kê tí nha, để team bên nhà ca này sẽ đẩy qua mình. Kìa rồi, một bạn chạy nè. Ui, nhảy luôn kìa. Cứ như là biết mình ở đây sao đó. À, chạy lại chỗ cửa kia hả? Ném qua nét đi. Ném phát vô ngay cửa là chết. Không chạy đi đâu được. Chết này bạn. Chạy hả? Làm gì nhau? Nên yếu lắm rồi. Mình ném qua nét, mình đẩy lên luôn này. Cứu hả? À hở chân kìa. Hở chân hả bạn ơi? Xong nè. Ủa chưa chết. Team này còn nóc anh em ơi. Lẽ nào đồng đội là bên team nhà máy à? Đi thôi chứ cái team nhà máy này chạy mất rồi anh em ơi. Gì đó à, thanh niên bắn cái gì bên hướng cầu á. Cầu có người rồi anh em ơi. Ok, mình xử thanh niên này trước đi. Cho thanh niên này một quả nét xong mình đẩy lên luôn nha. Đóng cửa à. Chui vô cầu thang trốn à. Rồi nóc luôn. Kê hả bạn? Có một thôi à. Mà thanh niên này hồi nãy bắn á, bên cầu. Ôi tới hai bộ SOS. Rồi thôi, mình dùng mình vô bo luôn, khỏi đi qua cầu. Vậy cho nó lẹ anh em ơi. Cho mấy thanh niên cầm cầu kìa, cầm tới sáng mai luôn cũng được. Bo gì đâu mà nó lệch sang trái, không có dính cái đường bay gì hết. Vậy làm sao mà đi tìm người được? Bay ở đâu anh? Ôi có thính kìa. À thính này là mình sẽ đáp lên chỗ hồn thính luôn. Mình xuống mình ăn cái hồn thính xong rồi đi sang người nha. Ngộ ghê ha, cái red gun cứ nó theo mình kìa. Súng thính bắn bên hướng á Sukun. Mình sẽ sai rồi anh em ơi. Mình bay lên trên này không có người. Tại vì hồi nãy bo nó cái đường bay bay ngang ở bên dưới đó mà. Rồi mất tiêu cái hồn thính. Đây. Ảo mà canh đà thế. Một K14 mà. Thôi, không nhặt đâu anh em ơi. Giờ mình chạy xuống á bên hướng Sukun để mình săn cái hồn thính á vừa được bắn nha. Không thấy cái hồn ở đâu hết luôn. À đây, bên chung cư à. Ôi, nhà này. Bắn chết luôn à. Hai tiếng tròn. Bên trên sân thượng. Rồi. Ô bắn kìa. Tưởng đồng đội chứ.
team nào bên dưới đó anh em ơi. Từ từ, không cần vội. Vô đây bạn, vô đây bạn ơi. Rồi chết nè. Trời tức vậy. Cầm sụp kinh mà thanh niên cứ ở ngồi bên cửa sổ à. Leo vô. Không leo vô à. Quăng nét này. Thôi. Tí thì toàn anh em ơi. Này nè. Nhảy ha bạn ha. Nhảy nè. Cũng ghê đó chứ. Dụ mình bắn hết đạn xong có trèo vô. Không ngờ mình cầm cái 14 nữa ha bạn. Bất ngờ chưa nè. Chơi chiêu với mình và cái kết nè. Chả thấy cái hồn thính ở đâu luôn. Hình như hồi nãy không có bắn ở bên chung cư này. Mà giờ chỗ này out bo rồi, mình phải đi vô bo. Trận này ít người rồi. Trên cả game này chắc cũng không có ai đâu. Nhưng mà lỡ rồi mình lên luôn chứ bỏ nữa. Biết đâu có một team to chầm bá bên trên này thì tiếc chết. Ôi cái gì á? Chắc nổ nào ở đâu chạy qua vậy? Mình chạy xe như thế này. Ôi xung thính bắn mình kìa. Chạy xe như thế này mà nghe tiếng xe Lambo vui quá cái là ham vui chạy qua chết luôn. Ok đi 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 thôi anh em ơi, kệ đi. Bên này còn để tiền thôi, cũng bỏ qua. Chạy qua bên kia mình cướp thính cho nó ngon. Còn 18 người à. Bắn tích bên Savini à. Ôi máy bay kìa. Rồi. Ôi hết máu à. Bắn nổ cái máy bay này luôn. Bay đi đâu hả bạn. Bốc khói rồi nè. Một băng nữa là rụng. À, rồi té kìa. Thanh niên sợ nổ máy bay cái là nhảy xuống luôn. Được đợi mình tí. Red zone nổ chết người. Nóc rồi kìa. Ôi bên Bochinki có team kìa. Thế mà hồi nãy mình đi ngang qua không có ai. Ảo thế không biết. Hồi nãy mình chạy qua bên đó mình chết rồi. Mà không nghe tiếng súng. Bây giờ lại có Red zone nổ chết. Đây máy bay nè kìa. Thanh niên nấp sau gốc cây. Chết nè. Có nóc là cái máy bay này nó chở được hai người mà. Còn một bạn nữa. Mình chắc là ở ngay chỗ cái gốc cây đó rồi. Vừa cứu xong mà chưa có chạy đi đâu xa được. Mình bắn gần nổ rồi đã cháy luôn à. Mình làm combo 2 kill rồi. Nằm cỏ rồi đó anh em ơi. Khó chịu à nha. Mình cho bùng lửa xuống. Ok. À chụp cứu luôn. Ôi kia. Bên gốc cây dưới anh em ơi. Luồng lách ở đâu bên dưới đó vậy. Chết đi bạn ơi. Đáp qua nét nữa là vĩnh biệt. Xin vĩnh biệt cụ. Nhưng mà mới có 10 kill mà còn có 14 người. Lại luôn trận này địch cứ ở đâu. Bên sát mới cái viền bản đồ đó anh em ơi. Giữa bò không thấy ai hết. Team này cũng có thể là cái team bắn súng thính đó anh em ơi. Xe mình hết xăng rồi, để mình xuống đường mình lái cái con xe mới. Rồi. Ơ kìa. Thanh niên chạy trên đồi đó anh em ơi. Rồi lên cầm luôn. Lái xe lại ăn viên ốp vô não. À nấp rồi. Nấp sau cục đá đó anh em ơi. Không sai đi đâu. Ơ kìa. Cho quả nữa đi. Đó, chuẩn luôn anh em ơi.
MK14. À có súng thính luôn. Thanh niên hồi nãy bắn súng thính này. Vậy là xong rồi anh em ơi. Giờ biết tìm địch ở đâu đây mà giết. Giờ phải chạy về cái hướng rô hóc thôi. Chứ ở bên ngoài này làm gì còn người nữa. Chạy về hướng rô hóc mình chết mấy cái nhà Doraemon. Nhà Doraemon gần rô hóc, xong rồi nhà Doraemon ở giữa này và mấy cái nhà nhỏ nhỏ kia. Ô, oh, hello bạn. Được, gặp ngay dân chơi. Tu phát à. Đang đi săn người gặp cái là nhảy xuống là đúng bản chất đi săn luôn. Nhưng mà pha nhảy xuống thì chết queo luôn. Ôi, chưa có súng nữa chứ cầm M16 với Bizon này. Bắn với đấm cái gì hả bạn? Đấm M16 à? Hay là thằng táp M16? Ôi, bo kìa anh em. Cái bo dễ điên chưa, nó thu về trường bắn. Giờ trường bắn là có ai? Mình cứ mình đảo bên này đi. Chết bên mấy cái khu nhà bên đây là phải có team rồi anh em ơi. Còn không có thì mới chạy qua bên trường bắn. Không có mình đảo lên cái hướng đó, khu nhà gần ở trên cảng đó. Xác bò hết rồi, ok, thôi đi. Lên nhà Doraemon bên trên này nữa. Không có mình đáp sang mạng bên trái một tí. Chịu thôi chứ, có những cái vòng bo là nó không thể nào mà có kill cho mình. Đấy một bạn này. Nằm. Nằm. Đây thì nằm. Nằm này bạn ơi. Ôi 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 ôi, ôi là trời. Bắn thế mà không chết. Câu vậy. Hồi máu nè. Chạy. À có nóc luôn nè. Nóc thế có đồng đội không? Để mình bế qua bên này đi. Thanh niên là đang đi chạy bo anh em ơi. Không dùng xe, không có xe đi bộ. Nhốt vào trong nhà này đi. Mình sẽ bỏ thanh niên này chết luôn cũng được anh em ơi. Xong mình đi vô bo. Đó. Bỏ chết trong nhà đây luôn cũng được. Mà bỏ thu rồi. Tao gặp giò đi. Ô tiếng trăng này. Rồi. Một thanh niên bên sông gốc cây. Chết đi bạn. Chạy, chạy. Elon Muhammad. Ôi bò thu rồi anh em ơi, thôi thôi đi 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 đi. Ui cái gì vậy? Chết rồi. Ui hình quá nó giăng xa chứ không mình toan rồi anh em ơi. Trời ơi đứng dậy quăng xịt nữa chứ. Thôi quăng sầm móc che cái xe này lại. Chứ không là có đồng đội gần đó anh em ơi, leo lên xe là bị bắn chết. Bo này bây giờ bắt đầu đau rồi nè. Té 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 lệ té lệ. Té lệ thôi. Đó nóc ngoài bo kìa. Ca mình xong rồi chết ngoài bo luôn. Ôi còn hả? Ai cha, còn một bản kìa, tưởng nóc ngoài bo là xong rồi chứ. Trời ơi cái team này chơi liều kìa chưa. Chơi đứng ngồi bo cam bo mình, không chịu di chuyển. Quyết tâm trả thù cho đồng đội à. Ok. Mình đủ máu này, mình lên đây mình cam nữa. Xem thử thanh niên chạy đi đâu được. Rồi, chỗ này được nè anh em ơi. Đó. Này, chúng ngay cái hướng mà thanh niên hồi nãy bắn mình. Giờ chỉ cần là đợi con mồi vô cái là mình sơi. Kìa rồi. Chạy này. Chạy này, bất ngờ chưa. Cambo à. Nằm cỏ. Nằm cỏ với chúng tôi. Ukanami Uwanukiku. Một cái tên rất là dễ đọc. Ok, đang cùng bắt ở đâu đó anh em ơi. Team Myanmar với team cờ Maroc đang cùng bắt. Có hồng thính này, bây giờ nhặt cái ốp nữa thì ngon. Bo này là có cái ốp là ngon anh em ơi. Bắn ngoài đồi mà không có nhà. Ô cho cái MG3. Thôi nhặt luôn. Cầm sục kinh cái đê bế này vô dụng ở vòng bo này rồi.
chạy qua bên hướng bờ biển đi. Ok kìa, nằm cỏ. Sao lại nằm chỗ đây một mình vậy? À nóc hụt. Ôi thôi thôi, chạy này. Cái gì ạ? À? Nguyên tìm luôn anh em ơi. Tí nữa thì ngấm cú tỏi à. Nguyên một tìm mình ở hướng đó. À không, hai tìm luôn. À đây, tìm mà dốc với cái tìm miền mà bắn nhau này. Cả hết mục tiêu liền. Không kịp luôn kìa. Tiếp vậy. Đây, nằm cỏ này. Nằm cỏ này rồi, chết. Team Maroc chết rồi, bây giờ còn team Myanmar nữa. Còn 3 người, giấu con xe chứ không lại phá. Hư lớp xe không đi được. Đó, chiến thắng hay không là nhờ con xe này đó anh em ơi. Quang sờ móc núp à. Núp với mình này. Ok 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 ok. Này thì nằm nè, sơ 4. À, cái thanh niên sơ 4 này mà giờ mình thấy trên, hiện trên bảng điểm số là hơi bị nhiều đó. Ok, chết luôn anh em ơi. Ăn rùa nè. Bây giờ còn một bà đẩy lên luôn chứ. Ai cho mà cứu nữa. Ôi thôi thôi, bạn này bạn kẹt ở giữa đây. Bạn kẹt ở giữa đây, bạn không thể nào mà về cứu được, cũng không thể chạy. Bạn quá là đen luôn. Rồi, video hôm nay mình kết thúc ở đây với tập 1 là 19 kêu. Cảm ơn tất cả anh em đã xem hết video. Đừng quên là bấm cho mình một like và một lượt đăng ký kênh. Bye bye. Hẹn gặp lại anh em vào clip ngày hôm sau.